Hà Nội đang rất là đẹp, Hà Nội rất là lạnh, Hà Nội rất là đẹp, Hà Nội lạnh nhưng mà mình thấy ấm lòng vì có sự tin yêu của các bạn, các fan Duy Thanh, Thanh Tùng. Mỗi tối ở bên bờ hồ sẽ có rất nhiều các nhóm nhạc biểu diễn, sẽ có rất rất nhiều các nhóm nhạc biểu diễn. Các bạn nhìn thấy cầu Thê Húc đẹp không? Tí nữa mình sẽ dắt các bạn sang qua bên đó mà tham quan cầu Thê Húc. Bên cạnh Sien Banh này là đền thờ của Lê Lợi, và đây là cái đền thờ của vua Lê. Đền thờ vua Lê là dựa theo cái truyền thuyết trả kiếm cho rùa vàng. Nhưng mà mỗi buổi cuối tuần thì chỗ này sẽ lại biến thành sân khấu chèo truyền thống. Biến thành sân khấu chèo truyền thống. Các bạn thấy nhá, những nghệ sĩ chèo đang biểu diễn trong kia. Mỗi một tòa nhà xung quanh Hồ Gươm này là sẽ là một cái lịch sử, sẽ đều có một câu chuyện lịch sử. Đấy, bên cạnh nhà của cái đền thờ này thì các bạn thấy bây giờ biến thành cà phê Lục Thủy. Nhưng cà phê Lục Thủy này thời mà sau năm 54 chính là nơi mà tụ họp của các cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc. Cái cà phê Lục Thủy là nơi các cán bộ miền Nam mỗi khi muốn biết tin tức về gia đình, về người thân ở trong Nam thì là thường là tụ họp ở cà phê, địa điểm cà phê Lục Thủy này. Có một thời gian chỗ này cũng biến thành cái sàn nhảy, và sau này thành nhà hàng như bây giờ. Đấy, các bạn thấy không? Đây là cái ban liên lạc miền Nam ngày xưa. Còn về thời trước nữa thì chú quên mất, từ thời Pháp đến giờ thì chú quên mất, nhưng mà chú chỉ nhớ là gọi là cái ban liên lạc của cán bộ miền Nam tập kết, là người ta sẽ là cái địa điểm này. Có một thời thành sàn nhảy, một thời thành phòng bán vé máy bay của Vietnam Airlines. Bên kia hồ các bạn nhìn thấy bức tranh Bác Hồ rất là to nhá. Đấy chính là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Các bạn có thấy cái cây lục vừng rủ xuống mặt hồ đẹp không? Hôm nay bây giờ mình gần tháp rùa đấy ạ, nhờ chú review qua tháp rùa rồi. Đấy. Mình nhà đang đứng quay lưng lại về tháp rùa, đang đứng quay lưng lại về tháp rùa. Lông Văn Kiêm, Trần Đình Đàn. Chào tất cả các bạn, mình không thể đọc được hết tất cả các comment các bạn. Nhưng rất là cảm ơn cái sự yêu quý của các bạn dành cho mình. Rất cảm ơn. Và mình hiện tại đang đứng ở giữa Hồ Gươm. Các bạn có thể theo dõi kênh của mình, Nguyễn Tuấn Hải Official nhé. Được chưa? Đây à, tháp rùa đây. Ngày bé là bọn mình nghịch ngợm là bơi từ đây ra tháp rùa luôn. Bơi từ đây ra tháp rùa luôn. Mà leo lên tháp rùa chơi bình thường, sao lại bơi vào. Đấy. Khu bờ hồ này luôn luôn là nơi yêu thích của lũ trẻ trên phố. Của lũ trẻ trên phố. Bên các bạn theo tay mình chỉ, các bạn nhìn thấy Apicot Hotel kia, đấy chính là cái nhà hàng Phú Gia nổi tiếng của Hà Nội ngày xưa. Lúc mình ở nhà vẫn gọi là Phú Gia, nhưng mà đến bây giờ cái tòa nhà cũ người ta đã phá bỏ đi và người ta xây lên thành cái khách sạn rất là đẹp. Còn
lối dọc theo Phú Gia cũ. Ngày trước ở chỗ đấy là lúc đầu tiên ở Hà Nội, lúc thời mình trẻ là thường may com lê ở đấy. Nó là cái nhà tiệm may Cao Minh, may vét nổi tiếng ở đấy. Bây giờ các bạn đi theo mình nha, mình lại dẫn các bạn đi, mình lại tiếp tục nói chuyện các bạn.